Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chuyên mục thông tin chính sách và pháp luật của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các trường, đại học, sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quân y y tế các bộ ngành tăng cường sàng lọc và quản lý người đến bệnh viện. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bệnh viện, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo trong công điện số 615 ngày 7 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế, công điện số 628 ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn liên quan, tăng cường đánh giá thường xuyên và khắc phục ngay các nguy cơ theo Bộ Tiêu chí Bệnh viện An toàn đã được Bộ Y tế ban hành tại quyết định số 3088 ngày 16 tháng 7 năm 2020. Tập trung rà soát và củng cố siết chặt khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly, xét nghiệm người vào bệnh viện, không cho phép người thăm hoặc hạn chế tối đa, quản lý chặt chẽ người nhà, người bệnh vào chăm sóc nếu được cho phép bằng các biện pháp như là nhận diện vân tay hoặc gắn vòng đeo tay không tháo rời được, bảo đảm không để tình trạng tự đổi người chăm sóc hiện vẫn xảy ra tại một số bệnh viện. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bệnh viện.